Xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại lễ hội Lồng Tồng ở trên quê mình. Chiến vào ném đi. Chiến. Chiến ơi. Chiến. Chiến gì đây? Vào ném đi. Đấy. À đau tay à? Ném được 100 sợ lại khám nhiều hơn. Này cao quá. Lại 100 rồi. Là hàng cứ phải là người kêu là anh Cường đi ném đi. Rồi chịu ơi. Làm thử mấy quả xem nào. Đây Chiến ơi. Chiến. Mày chọn quả nào to to cơ, nặng tí cơ. Đấy. Đây đây Chiến ơi. Đi ra đây đi. Giờ là bắt đầu chuẩn bị kéo co đây. Sang bên này đi. Vô lại vật sang bên này này. Không đánh được. Thế lệ như sau này. Có bao giờ được ký cho nên chúng ta sẽ được bóng tròn. Bóng tròn đây. 50 cái thuật nào. Chúng ta chuyên là chứ. Không phải ký vào thông trang. Chúng ta hãy lệ. Để cái ngõ khăn lố lố kinh nhí. Mua bạm kinh nhí. Bánh thêm mới đây là bánh mùa xa. Đây là các cổ động viên của hai đội mình này. Nhẹ thôi nhá. Nhá. Chuẩn bị để tổ chức hai đội mình nào. Hai đội vào dây nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kia. Về sân nhà nó chả thắng nhé. Rồi ơi. Rồi à? Không lại được à? Không lại à? Đội này toàn to béo chủ nhà. Cái này anh ta cho ba con siêu vi này. Chú ơi, mỗi giải phải có để giết lô giải hối giải luôn. Ông Huy xuống kèo, ông Kỳ Lanh. Rồi nhỏ này là cam nó điểm thôi. Kèm mời cặp thứ hai là cuối. Không chú. Cặp hai chuẩn bị. Mời cặp hai. Bình tĩnh. Năm bảy một điểm này. Trời keo mới to. Ồ mới cho keo được mướn. Lượt thứ nhất đã chơi qua rồi. Chạm hai xuống kèo. Bình tĩnh ơi, bình tĩnh chú ý ạ. Bình tĩnh. Hay lắm nha. Con bé đi rồi chúng tôi kèo vô. Mời nào. Rồi bình tĩnh, bình tĩnh. Chú ý vạch. Rồi.
Đối thủ đã sẵn sàng. không thấy ai à? Hôm nay là không phải là thi đấu đâu. Chơi thử. Vào đi, vào đi, vào đi. Giờ muộn lắm. Giờ kéo cò bàn ra đấy. Bàn à? Mảnh. Lão hư chơi để lọ nó. Bàn. Hả? À, con đúng. Lùng thật tuyết. Đấy, quay bàn ra đấy đấy nó. Được đấy. Rồi đấy cả. Bắt tay được đây. Bắt tay. Cẩn thận chim nhá. Đâu rồi đây, đâu rồi. Không ngay đấy đi. Không chuẩn bị ra. Cái này tròn chắn đấy. Chồng cha đây chú. Cố lên, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Không, mình cứ cẩn thận chim là được. Cẩn thận chim là được. Bình tĩnh. Thiếu phải giật nhanh vào cơ, giật nhanh lúc đầu cơ. Nhanh thắng mà. Lại đi. Chưa được đâu. Làm lại. Xong rồi. Mình chưa được. Trời sao nè. Đi trong phía đầm. Chúc tuổi cho những người giận nha. Đánh sao nhá, đánh sao nhá, đánh sao nhá, đánh
Thằng mắng này ngang lần bố tí là ở cái này hả? Khó thở, chúng ta như nó còn một trăm đó thì nó đó thì nó một hồi hai người lắc đầu lắc đầu mình. Đây là con đường này. Không nhất gì trang thì chân nhất gì gồ đứt. Được. Còn chúng ta là chúng ta đang trang cho hành tóc ạ. Chúc con yên đi. Không được là được giải nhì rồi. Hỏi cháu hay hỏi trước á? Hỏi hai bên hai còi. Hỏi trước. Bình tĩnh. Luka! Hồng chim à, hồng chim. Tông là chim đấy. Chim rồi chết. Được rồi, hay quá. Được
Em bảo tí về gạt xuống nhá. Chuyện đấy. Tôi nói trượt xuống háng rồi. Các cổ động viên ở xung quanh chúng ta để ý. Chị này ngồi xuống một tí nữa. Ngồi thấp xuống một tí nữa. Mấy con đà cao quá. Giật nhanh nào. Hiện tại là đang hòa thôi. Còi còi phát giật nhanh vào. Đang hòa. Thấp xuống một tí ha. Cao quá thế thì. Từ từ đã. Giật nhanh vào. Đấy, giật nhanh là thua mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.